nó mua tận nào được con khỉ. Xong nó làm nào nó cắt cột bị dây nó trói cho cột vào nó bị chết. Bị cắt cột. Thế cháu cứ thả này thôi. Thế nó mới không chết, đây để buộc nó vào. Không phải trói, thả này thôi. Nó mua từ Lào mới có con khỉ. Nó cứ theo mình thôi. Thế cháu ở đâu đây? Cháu ở ngay làng thành đây. Right on here.